có tí nữa mà tối anh cho một con ra tay đi. Bắt các con về nuôi cho nó bắt con này nè nuôi lên chứ nó hay chứ anh để cho nó ngang người ra để anh chụp đừng nó nhảy ra đá là lại lọt kẻ đá đó rồi để cho phải ngang người qua chụp nó mới đó đúng rồi ok như vậy người ta mới thấy được rồi coi cái mắt ơi cái đuôi được rồi được rồi thả xuống thôi sợ đúng quá. Không, ít thôi á. Mà con chạy mẹ không? Chạy như trâu không? Không câu được mẹ đó hả? Ừ. Không câu được mẹ đó hả? Ừ. Thấy không? Thấy không mẹ đâu? Không luôn. Đi tới thì thấy nó làm ủm rồi nhìn là thấy đèn cái con không? Vậy là nó đi đợi bầy ít lắm hả? Ừ, đi bầy mấy con à. Hồi sáng không, vậy là cái lỗ á. Trên kia, cái lỗ mà anh thấy nó móng á là mấy con thấy, này nó không có móng đâu. Không, thấy con lớn là có một con móng. Con này dòng đóng tét đầu dính đuôi nè. Rồi để cho con nào vô cho nó vô đi. Mấy con này đi về dưỡng lại. Con né cái đám nhỏ té. Ấy, con này tự kỹ lên nó chui con đá luôn á. Con gì ta? Con này sao nó màu nó ấy không? Ừ, nó không nó ấy rồi đó. À con này giống con màu vàng nè. Cái đuôi. Con này là giống cái con màu vàng của mình anh Hậu. Rồi đẹp quá. Con này là giống cái con mà mình câu được nè. Anh thấy người đó không? Có cái sọc vàng đó. Con này to hơn nè. Con này anh câu. Con này anh câu hả? Đây, anh chụp nè. Con này lại hình con này là khác à. Con này lại khác nè. Nhưng mà cái đuôi nó vẫn có cái bông, cái mắt. Đây là đánh trước nữa. Rồi, ok. Rồi, cho anh vô đi, con sống đi. Về mà quăng. Kiếm tiền. Cái gì mắt trắng là hai con đấy ủa chết cái... rồi non chết non nó đâu. Chết luôn anh tưới nước muối cái đó họ nó không chết nè đi cho nhìn nó bắt chết nè chết rồi giờ mà còn ghê nữa hết hồn từ nó búng lên hết hồn chết rồi trắng hai vết hai con lận bên này nữa nè bên này không có máu bên này cắn sao bên này nó cắn sao chết rồi nó tại nước muối là nó chết à đã có cái nước muối là chết à ừ muối chết cái thuốc rét ăn thua đâu không con bên này có cắn đâu hai vết thôi. Ê. À đây này. Ui, ghê quá. Đây này cũng cắn hai vết à, hai vết, vết à. Hôm nay cắn không vết à. Ừ. Nè, cái này là cắn hôm qua. Đúng rồi. Đây thành quả về tới nhà. Còn được hai con. Đi rừng khổ lắm nha anh em. Hiểu luôn á. Yeah. Đừng ai bắt chước đi như mình. Trời ơi, đi nó tới đâu nó cắn phe tua hết trơn. Chào. Đi vô rừng gặp bò cạp, về nhà cũng có bò cạp luôn mọi người. Nhà ở trong thành phố mà vẫn có bò cạp núi nha. Đây, mình về tới nhà ở Sài Gòn rồi. Thì em nó đây. Mình thả mỗi hồ một con. Hiện trạng về tới thành phố vẫn rất là khỏe. Con này dài khoảng chừng 10 cm nha anh em. Dữ không? Nó cắn tay chứ không phải nó bơi ra nha. Đúng là cá rừng thiệt anh em.
Sau khi ngâm cho cân bằng nước khoảng chừng 15 phút thì mình thả em nó ra. Về nhà mới. Ghê không? Mới thả ra mà đã săn cá rồi anh em. Nó chắc đói lắm rồi á. Cái hồ này là trước mình nuôi tép ong. Mà bây giờ chán tép ong rồi, giờ mình thả nó vô đây luôn. Nó dí tép nhảy lên vô bờ luôn các bạn. Như nó ăn hết mấy con tép đỏ rồi. Ồ, nhìn cái kiểu nó săn nhìn ngầu quá ha. Thank you.